cho các bạn. Hôm nay mình làm món khoai tây chiên. Thì món khoai tây này mình đã luộc sẵn rồi nha các bạn. Mình đã nấu chín rồi, giờ mình nghiền nó nha. Thì một khoai tây này là mình cân là 400 gram nha các bạn. Mình nghiền. Mình nghiền qua cái tay này để cho nó mịn nha. Mình nghiền khoai tây lúc nóng thì mình rất là dễ nghiền, nó mềm. Chứ các bạn để nguội nó sẽ cứng, mình khó làm hơn nha. Đây, khoai tây mình đã nghiền rất là mạnh nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào 120g bột bắp nha. Cho vào đây là 2 thìa bơ mình đã đun chảy rồi nha các bạn. 2 thìa bơ đun chảy. Đây ít muối nữa nha các bạn. Giờ ít tiêu nữa nha. Rồi ta trộn liền lên nha. Mình bật bếp, mình cho dầu ăn vô nhiều nhiều nha cả nhà. Dầu cũng bắt đầu nóng rồi nha các bạn. Mình để khoai tây vô nha.